Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu: "Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người." Tâm hồn trong sạch. Trong thời gian vừa qua, báo chí cho biết rằng khoai lang Đà Lạt tuy có bề ngoài xấu xí và nhỏ bé hơn khoai lang Trung Quốc, nhưng lại được người dân tiêu thụ mạnh hơn bởi khoai lang Đà Lạt ngon và an toàn hơn vì không có chất độc hóa học bên trong. Thời Đức Giêsu, người Pha-ri-sêu là những kẻ thích coi trọng hình thức bên ngoài và cố tỏ ra mình là người công chính, thánh thiện trước mặt người khác. Vì thế Đức Giêsu đã nói với họ: "Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người." Để nhắc họ nhìn lại chính mình, đừng chỉ lo cho bề ngoài tươm tất, áo quần thơm tho sạch sẽ, mà quên đi việc thanh tẩy tâm hồn khỏi những tư tưởng xấu xa, tội lỗi bằng việc thực thi giới răn bác ái yêu thương. Thật vậy, người muốn họ biết rằng Thiên Chúa yêu thích những người có tâm hồn trong sạch hơn là những kẻ chỉ có bộ quần áo sạch sẽ bên ngoài mà thôi. Lạy Chúa, xin giúp con biết siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và sống bác ái yêu thương để tâm hồn luôn được trong sạch. Amen.